Còn Nathan Ake thì dễ dàng vượt qua hai cái bóng áo đỏ trước khi tạo cơ hội. Và đồng thời đó chính là kiến tạo của anh dành cho tiền đạo người Na Uy. Một nhịp đẩy nữa. Pha lên bóng của Semedo. Bellegarde. Vẫn đang là Bellegarde. Được chuyền vào. Đánh đầu. 1-0 cho Wolverhampton. Pha đi bóng quá hay đến từ Bellegarde. Và phía trong Matheus Cunha đã làm nốt nhiệm vụ của mình. Semedo đi bóng sộc thẳng vào khu trung tuyến và sau đó chuyền bóng sang cánh cho Bellegarde. Cầu thủ này với những nhịp đảo chân đã loại bỏ được Anthony Robinson trước khi treo quả bóng quá vừa tầm vào trong dành cho Matheus Cunha. Và tiền đạo người Brazil không bỏ lỡ thời cơ. Anh đứng ở một vị trí không bị ai kèm. Rõ ràng là hàng thủ của Fulham đã hoạt động không tốt trong tình huống này. Timothy Castan đứng quá sâu ở phía trong và bị hút vào vị trí của Hoàng Hy Trần. Obene đang xuất hiện ở bên cánh phải. Dứt điểm và bàn thắng thứ hai dành cho Luton Town. Đó là Choi Copraw, cầu thủ vào sân thay người. Một bàn thắng đưa họ đến gần hơn với 3 điểm đầu tiên tại Kenilworth Road trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Obene đã chơi không thực sự ấn tượng bên cánh trái, nhưng khi chuyển sang cánh phải ngay lập tức có một đường chuyền sắc lẹm dành cho Jacob Brown. Những hậu vệ của Palace đã chơi không tốt ở trong tình huống này. Joachim Madsen tưởng rằng sẽ không có gì nguy hiểm, nhưng sự nguy hiểm đã ở sau lưng anh từ lúc nào không biết. Mohamed Kudus tạt bóng vào. Đánh đầu và... West Ham cho thấy họ thực sự nguy hiểm trong các tình huống cố định, những tình huống phạt góc hay những tình huống đưa bóng vào từ hai biên. Công lớn thuộc về Mohamed Kudus với một nỗ lực để có thể tạt quả bóng vào phía cột xa. Và ở đó thì Tomasz Szczęsny đã chờ sẵn để tung ra một cú sút bằng chân phải. Cú đá có cảm giác rất tốt của cầu thủ người Cộng hòa Séc, người đang có phong độ ghi bàn cao trong màu áo của cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Cơ hội cho Man City với tình huống phát bóng lên không tốt. Nathan Ake dứt điểm và Erling Haaland đã có bàn đầu tiên vào lưới của câu lạc bộ Liverpool. Một bàn thắng để đánh sập tất cả những ai đang nói là Haaland không thể tỏa sáng ở trong những trận cầu lớn. Và người cha của anh ở phía bên trên đang rất tự hào với số 9 của Man City. 1-0 dành cho đội chủ sân Etihad. Hãy cùng xem lại một tình huống phát bóng rất thiếu chuẩn xác của Alisson Becker. Còn Nathan Ake thì dễ dàng vượt qua hai cái bóng áo đỏ trước khi tạo cơ hội. Và đồng thời đó chính là kiến tạo của anh dành cho tiền đạo người Na Uy. Một nhịp đẩy nữa. Và pha dứt điểm đã mang tới bàn thắng dành cho Erling Haaland. Những sai lầm của Alisson Becker đang báo hại hàng phòng ngự của Liverpool. Trước đó thì chưa, nhưng bây giờ thì là có rồi. Erling Haaland đã chạm cột mốc 50 bàn thắng tại giải đấu Ngoại hạng Anh. Goal! Goal! Sự thay người của huấn luyện viên Mikel Arteta, Kai Havertz. Một tình huống treo bóng về phía cột 2. Đã có người để mắt tới Kai Havertz ở trong pha bóng này. Đó chính là Kudus. Nhưng cuối cùng thì anh lại không theo kịp pha di chuyển của cầu thủ bên phía Arsenal.